Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 111 có tên là Nguyễn Văn Linh, và bạn cũng có yêu cầu được gọi bạn là Linh Nguyễn. Bây giờ xin mời bạn lên trên sân khấu ạ. Vâng, lời đầu tiên em xin được gửi lời chúc đến toàn thể ban giám khảo cùng toàn thể các thí sinh ngày hôm nay một ngày thi là thành công rực rỡ. Ca khúc em xin trình bày là ca khúc Hoa Nở Về Đêm ạ. Xin mọi người cùng thưởng thức ạ. Giới thiệu ạ, em tên là Nguyễn Văn Linh hay còn gọi là Linh Nguyễn. Em đến từ Phú Thọ, em sinh năm 1991. Số báo danh của em là 111 ạ. Mong quý vị ủng hộ cho em ạ.